Mình đang đang mua cái giá, đưa cái giá đây, đưa cái giá này. Mình mua cái giá để đi lên cái xe này. Sau mình sẽ I'm để guessing Hanamaru donated 120 to rồi. the Và cái pot giá so you này can go up là the stairs. 1 đồng 2 euro để mà mình đi xuống cái downtown ở dưới này. Mình đang ở uptown. Mình đang ở uptown ha, tức là ngay cái chỗ mà mình coi ở trên cao đó để nhìn xuống đó. Và cái ride này nó có khoảng chừng 1 phút à. Đây, bây giờ mình sẽ thăm mình thử coi coi nó là bao bao lâu ha. Mình start ở khoảng 50. Tức là chỉ 30 second thôi, 30 giây thôi là xuống tới này. Thì mình sẽ trả là 1.2 euro cho một chuyến giống như vậy. Nếu mà đi xuống muốn đi lên đi bộ cũng được, hoặc mình sẽ đi này lên lại thì mình phải trả tiền thêm giống vậy. Đó, là mới nãy là mình ở trên cái xe ở trên đó đó ha, mình đi xuống đây ha. Và mình đi xuống cái lower town đây. Hồi xưa những cái building giống như vậy đó là người ta sẽ có đậu xe ở đằng sau, mặt trước là không có đậu xe. Và đi xuống khỏi cái cable car đó là mình sẽ đi xuống town, thì dọc dọc có rất là nhiều nhà hàng. Đây chẳng hạn đây là một cái building nữa nè, thì chỗ đậu xe ở đằng sau. Và ở đây là mình đi dọc theo cái phố của Zarab nè. Đó, cái nhà có cái nóc màu xanh xanh là mới nãy mình ở trên mình nhìn xuống mình thấy đó. Và ở đây là có xe điện ha. Xe điện đi lên đi xuống, đi lên đi xuống trên phố giống vậy nè. Ai muốn đi chỗ nào thì mình có thể đi lại cái trạm xe giống vậy. Thì mình mua một cái vé mình đi. Và dọc ở đây là shopping không nha. Shopping. Bây giờ mình sẽ đi shopping ha. Mới nãy mình thấy có Zara. Để coi coi ở bên này nó có khác biệt với bên mình không. Mình ở đâu vậy? Bên Mỹ không? Thường thì đi qua mấy cái nước khác đó, Zara nó bán mấy cái đồ khác hơn. Đây, xã đứng ở đây chụp hình đẹp lắm ạ. Nè. Đây là những shopping vòng vòng và những cái building rất là cổ, và mình thấy đang sửa chữa lại rất là nhiều, sửa chữa lại rất là nhiều. Bây giờ cũng bắt đầu là cái ngành tourist của ở đây cũng được phát triển, cũng có nhiều người biết tới. Thực sự nói nhiều nhưng mà cũng thực sự là chưa có nhiều đâu. Ok, bye. Bây giờ mình đi shopping nha. Mình sẽ vô Zara in Croatia.